Không, con làm sao con ký được? Ký được. Mai ngồi đây. Lừa lừa đây. Ừ. Đây, khoanh cầm tay viết cho Thảo cầm tay. Cho lần sau để con về con tập viết chữ của mình. Không biết tay viết á. Không biết. Nó không có cái khó khăn của nó. Hả? Không ạ. Ở trên này thì ngày xưa là à lúc mới đi học xa phải không? Đây là 50 triệu nhá. Trưởng thôn đến đủ 50 triệu đi. Xong là xin chào tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hiện giờ thì mình đang có mặt tại Đán Dầu trong cái buổi chiều tối. Là lên đến đây của cái chị ở Hải Phòng. Chị xin phép được giấu tên. Chị có chương trình mô hình cho Đán Dầu và vốn không hoàn lại, có nghĩa là phát ra là 50 triệu để mua giống trâu. Là đây là có hai con trâu cái và một con bò cái. Đấy là mua tổng ba con này là có trị giá là hơn 50 triệu một chút, nhưng mà tại vì con bò kia là nó có giá trị hơn một chút, nhưng mà nhà anh Hồng là anh ấy bỏ ra khoảng 500.000, 600.000. Đấy là anh ấy mua thêm vào. Tại vì nói chung là không thể ít xịt được. Nó giống hệt nhau được. Đấy, có nghĩa là phải có con to con nhỏ. Nhưng mà đây là bà con là con này là của anh Lừ này. Anh ấy mua con lợn của anh Lừ này thì là có trị giá là 17 triệu. Còn con này là có trị giá là 16 triệu. Đó. À 16 triệu 500. Và con bò kia có trị giá 16 triệu 500. Nhưng mà con bò kia là giá đắt hơn nữa. Nhưng mà nhà anh Hồng anh đã bỏ ra là 500.000 là mua 17 triệu con đó. Đấy là còn tại vì giá trị thực của nó như vậy. Nhưng mà trong cái số tiền là chỉ có 50 triệu thôi. Thế nên là không thể giống nhau được, không thể tìm được đúng. Con bò kia thì đang hiện giờ đang có chửa rồi. Đến bao giờ thì đẻ nhà anh Hồng ơi? Tháng 10 à? Bây giờ thì có anh Nhu đại diện ở xã lên, đấy, bên chính quyền. Và anh Hồng là bí thư của thôn. Đấy, và anh Sì là bí thư của trưởng thôn của thôn Đán Dầu. Và cái mô hình này chính là cái số tiền của chị ý giúp và không hoàn lại để cho Đán Dầu. Nên là bây giờ chính thức là Đán Dầu đang có số vốn là 50 triệu để luân chuyển trong vòng đến 100 năm nữa hay là 200 năm nữa là tất cả cái số vốn này đã được xong. Đây thì sẽ là bàn giao cho hoàn toàn cho Đán Dầu. Và có thể sau 3-40 năm nữa mà dân Đán Dầu họ không còn nuôi trâu nữa. Lúc đó có thể là không còn nuôi trâu, nuôi bò nữa rồi. Thì họ sẽ quy cái vốn đó chuyển sang một cái mô hình khác để nó hợp lý hơn. Đấy, nếu về lâu về dài ấy, về khoảng sau rất nhiều, lúc đó kinh tế nó rất là hiện đại lên rồi chẳng hạn. Đấy, rồi ví dụ như Thắng nói là như vậy. Thì cái số vốn đó sẽ được quay vào mô hình khác. Đấy, còn hiện giờ thì kể cả sau này có... Bí thư Hồng hay là trưởng thôn Sì không còn làm nữa mà người khác thì vẫn là trong cái vốn này của bà con nhân dân Đán Dầu nhá. Đấy, không phải của Thắng mà cũng không phải của anh Nhu. Đấy. Bây giờ thì bàn ghế thì Sì lấy ra để cho các anh vào ký biên bản và nhận cái số tiền là 50 triệu. Đấy. Là châu đây là mình đã quay đây rồi, là các anh là tự chọn. Đấy. Tự chọn châu nhá, tự chọn bò. Đấy, chứ còn Thắng và các anh ở xã hay là ấy là không chọn. Đấy là tại vì các anh ấy nuôi. Đấy. Và những con trâu này là tại sao là sau nuôi lớn sau 3 năm mà không chuyển con trâu này mà vẫn để lại cho nhà đó. Và nhà đó chỉ trả lại cái số vốn là 15 triệu, tại 16-17 triệu. Là tại vì Thắng giải thích một chút để cho các bạn biết. Con trâu này chẳng hạn nếu nuôi đến năm thứ 3 mà sắp sửa luân chuyển vốn ấy. Thì thường thì họ ấy sẽ cái không tích cực lắm. Đấy, có nghĩa là họ nghĩ là trâu đẻ rồi là của con là của mình và con mẹ thì họ sẽ chuyển cho nhà khác nên nó sẽ không có cái tính tích cực. Thế nên là chỉ thu lại cái số vốn thôi và con trâu thì họ mới chăm được cho nó chuẩn, có nghĩa là của họ. Rồi bây giờ thì sẽ vào ký biên bản. Đấy. Đây là ba hộ đầu tiên nhận nuôi. Đấy, được thôn cho nhận nuôi là nhà anh Lừ, nhà em Thào và nhà anh Hồng. Đấy là ba hộ đầu tiên. Đấy. Bây giờ thì thủ tục văn bản giấy tờ liên quan đến cái này thì anh Nhu ở xã anh ấy đã làm hết đây rồi. Đó, và cho mọi người ở trong thôn xem. Đấy, cứ xem kỹ đi. Đấy.
Đấy. Ba tờ viết lừ trước đi, lừ. Đấy, số 4 này là bây giờ hiện giờ xong sẽ là của thôn rồi nhá. Đấy, trong biên bản là ghi rõ hết rồi. Đấy, chứ không phải là cho một thôn nào cả. Đấy, là của thôn Đán Dầu nhá anh Hồng nhá. Đấy, anh cứ nhớ rõ cho và bà con nhân dân là kể cả đến lượt sau này bọn này nó lớn lên vẫn là của bọn nó hết. Đấy, cho của cái bọn nhỏ này này. Đó, và số tiền này đã được trao về chính tay Đán Dầu. Đấy. Hộ gia đình giữ một bản, thôn giữ một bản. Rồi. Cá lư giữ một bản để làm căn cứ. Đấy, bò con này là đang chửa, có chửa rồi. Đấy, ở nhà kia là họ chăm hơi kém tại vì họ thả rông. Đấy, anh Hồng này anh nuôi về đây là sẽ ok. Gia đình phải có chuồng nhá. Gia đình là chuồng nuôi là đảm bảo chưa? Trồng cỏ. Hả? Trồng trồng cỏ nhá. Nuôi sinh sản nhá. Trong cái này là phải trồng cỏ và có chuồng. Đấy. Đấy và tiêm thuốc thú y định kỳ theo quy định của xã. Đúng rồi. Đấy, khi nào xã triển khai tiêm là phải tiêm theo cùng đợt định kỳ đấy. Vâng. Và khi nào trâu nó có sinh sản theo chu kỳ ấy. Vâng. Tức là có dấu hiệu về động dục ấy thì gia đình phải chủ động tìm con đực để phối. Ôi, đuổi đuổi con trâu kia đi. Nó có chửa và sinh sản được. Đấy. Thì nó sử dụng đồng vốn nó mới hiệu quả được. Nhưng mà chửa thì có dán tiên không? À không, cái đấy mình đừng hỏi. Cái đấy nó vẫn có thuốc của nó. Vẫn có thuốc của nó. Nhưng mà chửa thì không cần phải tiên đâu. Đấy là trâu bây giờ, bò bây giờ là đã bàn giao cho là của các anh rồi. Đấy, các anh là nuôi có trách nhiệm sinh sản để tạo cái con giống và tăng số lượng đàn. Đấy, cho bà con dân Đán Dầu. Đấy. Và sau 3 năm thì anh hoàn trả lại số vốn này. Thì trâu bò lúc đó anh các anh thích làm gì thì làm. Đấy là việc của các anh. Đấy nhá. Nhưng bây giờ là phải nuôi để cho tăng số lượng đàn. Đấy, hiện giờ là nhiều người là bán trâu bán bò thì hết rồi. Đấy. Trong cam kết này có 5 nội dung này. Này, một là tuân thủ nội dung mô hình nuôi trâu bò của thôn đề ra này. Áp dụng đúng, hai là áp dụng đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng trâu bò cái sinh sản đảm bảo tiêu chuẩn chuồng trại phòng chống đói rét cho trâu bò theo đúng kỹ thuật. Khi bò cái đồng dục, gia đình tự chủ động tìm giống phối giống theo chu kỳ sinh sản của trâu. Quan trọng nhất là cái chỗ đói rét nhé. Gia đình mà không có cỏ mà chuồng trại không cẩn thận là đến lúc mùa đông rét là không có gì cho nó ăn, là để nó chết là không được, là gia đình phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại cái số vốn này đấy. Đấy. Ba là hộ gia đình thực hiện mô hình nuôi trâu bò không tự ý bán và trao đổi. Khi muốn mua bán trao đổi thì phải xin ý kiến của trưởng thôn và được trưởng thôn đến kiểm tra. Đấy, có dấu hiệu ví dụ là bệnh hay là như thế nào, gãy chân chẳng may như thế nào thì mới được trao đổi mua bán. Đấy. Chứ không phải là vào là bảo là ốm bán rồi đâu nhá. Ừ đấy, không được là tự nhiên bảo là nó rơi thác hay là nó rơi này gãy chân rồi tôi tự đi bán. Khi bán thì phải gọi trưởng thôn về. Đấy. Tại vì vốn là của thôn rồi. Đấy. Đúng rồi. Đảm bảo bốn là đảm bảo chăn nuôi đúng theo quy trình tiêm vaccine đầy đủ theo định kỳ này. Đấy, có chuồng trâu hoặc chuồng bò, trồng cỏ, đảm bảo thức ăn cho trâu bò. Nếu có bị rủi ro dịch bệnh nhé, phải báo ngay cho thôn, xã biết để có hướng khắc phục. Nếu hộ chăn nuôi không thực hiện đúng theo quy trình mô hình nuôi trâu bò sẽ phải thu hồi và chi trả số vốn ban đầu mua trâu đã được hỗ trợ cho thôn theo quy định là phải trả lại cho thôn nếu không thực hiện đúng. Nếu chẳng may mà cái vấn đề rủi ro thiên tai, ví dụ như là nó tụ huyết trùng chẳng hạn, thì mình phải báo cho thôn. Đấy, báo cho thôn biết để thôn đến kiểm tra và báo cho xã biết để đến theo dõi là dịch bệnh. Nếu tụ huyết trùng thì phải khắc phục luôn cả cái khu vực này, chứ không để một con của mình không báo xong lại bán ra xong là lại phát tán dịch bệnh là cũng không được. Đấy, quy định của mô hình mình chăn nuôi là nó phải thế. Đấy. Năm là trong vòng 3 năm kể từ ngày hôm nay được nhận trâu bò này. Đấy. Khi hộ chăn nuôi phát triển được đàn trâu bò từ các mạnh thường quân, các nhà từ thiện ủng hộ trao tặng cho các hộ gia đình sẽ phải
luân chuyển một con trâu bò từ 12 tháng tuổi trở lên với hình thức tính giá trị con trâu bò tại thời điểm luân chuyển theo giá trị thị trường. Nếu con trâu bò có giá trị cao hơn hoặc thấp hơn thì gia đình sẽ hoàn trả lại số vốn ban đầu khi mua trâu bò cho thôn. Đấy. Nay mua chỉ hè này. Để thôn tiếp tục luân chuyển cho gia đình khác trong thôn này. Đấy. Ví dụ như con này nhá Hồng nhá. Bây giờ là tính giá thời điểm này như này. Sau này ví dụ như là muốn luân chuyển cho hộ khác bảo là con bò của chú mà đẻ ra ấy, bò của Hồng mà đẻ ra. Họ chưa muốn bán con mẹ này chẳng hạn, hiểu chưa? Thì vẫn để cho con mẹ sinh sản cho gia đình mình. Thì nếu mà hộ gia đình khác là tính con trâu con bê của mình đẻ ra kia 17 triệu thì tiếp tục lại luân chuyển cho họ là như thế. Đấy, nhưng mà giá thành lúc kia mà nó xuống, mình phải tính luân chuyển cho họ phải từ đủ con bò nó đủ 12 tháng tuổi, tức là theo địa phương mình phải là sẹo được. Riêng con trâu sẹo được như thế này thì lúc nào nó cũng phải 15, 16, 17 triệu, đúng không? Có thể là không thể trả bằng tiền nhưng có thể trả bằng bò hoặc trả bằng trâu, nhưng mà tính giá thời điểm như bây giờ nó phù hợp. Đấy, không để cho ai thiệt, đúng không? Nên là bây giờ con này đấy, tầm 16 triệu rưỡi thì sau này nếu mà mình muốn nuôi thì mình gửi lại đủ 16 triệu rưỡi cho hộ khác. Ừ, hoặc là mình chuyển một con trâu cho họ cũng được. Tính giá nó phù hợp với theo thời điểm, đúng không? Đấy, không nhất thiết là phải giả tiền không là cho họ đi mua, sợ là đến lúc trâu bò nó đắt lên là người ta lại không mua được ấy. Đấy, mình phải tính đến nhiều hình thức như thế. Như con này bây giờ là sẹo được này này. Con này nó chỉ được vào 12 tháng thôi. Đấy, đúng không? Tầm đấy. Sau này đấy, ví dụ như là giả 17 triệu người ta lại không mua được, đi mua được một con những này nó lại khó. Mình lại giả bò cho họ, giả trâu cho họ bằng tương đương như con này. Hiểu chưa? Đấy thì ai nuôi nó cũng rất là công bằng. Thôi được rồi anh Lư ơi. Cho nó vào chuồng đi. Dắt. Kìa. Con của nhà Thảo phải không? Cho nó vào đây tí nữa. Buộc ở đây nhưng mà nó đông người quá, trâu lạ, nó giật dây nó chạy. Đuổi ép nhờ vào chuồng nhà kia đi. Nhà ông ấy kìa. Con này năm sinh Culi Tào Hốt, sinh năm 1988. Anh sinh năm 1988 á? À, thế mình cứ gọi ông là anh mãi. Bạn thì ít tuổi hơn mình chứ. 88 à? Thật á? Đấy là gì theo cô mình. Giáo đặt cho ngày xưa rồi. Ôi. Ngày chắc là ngày xinh đẹp lắm phải không? Đây nghiên cứu cái này đi xem nào. Mùng 2 tháng 9 phải không? Đấy nhá, đọc các anh đã đọc rõ biên bản nhá. Đây là sau đúng 3 năm nhá, từ ngày hôm nay. Tháng này cái này nó gọi là bản cam kết. À đấy, bản cam kết nhá. Thực hiện mô hình. Đấy, nuôi trâu bò luân chuyển tại thôn An Dầu. Đấy. Đấy là không còn ai là không là biết là các bác là họ quan tâm đến như thế nào rồi đấy. Nếu hôm nay mà bà con ra đông thì chứng kiến thì nó sẽ tốt hơn. Ừ. Nhưng mà đang mùa màng. Để minh chứng thấy được vấn đề nguồn vốn của các mạnh thường quân, các nhà từ thiện người ta ủng hộ giúp mình về công tác xóa đói giảm nghèo để tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Được nghe thông tin là Thắng vừa thông tin lại hình như là tới này lại được thêm 2 con nữa đấy. 2 con nữa thì khi nào mà tiền chuyển đến Thắng thì chúng ta lại họp thôn, lại bàn tiếp. Những ai mà thật sự khó khăn thì lại luân chuyển cho người đó nuôi tiếp 2 con nữa. Trong 3 năm thì 5 con thì luân chuyển thì nó cũng nhanh thôi. Nhanh rồi. Thế là thôn Đán Dầu là có 82 triệu tiền vốn. Tới này 30 triệu nữa đúng không? 32 triệu. 32 Nếu triệu. Mà chị kia chuyển được tiền bắt là 32 triệu. Là mua thêm 2 con nữa, là mỗi nhà hai nhà sau này là mỗi nhà mua trâu chỉ trong vòng 16 triệu thôi. Nhưng mà ông muốn mua trâu 19 triệu thì ông phải tự bỏ ra thêm 3 triệu. Đấy, nếu ông nào có được 3 triệu rồi hay là có 2 triệu rồi. Đấy thì mua được trâu to hơn thì có dễ sinh sản hơn. Và trâu là do các ông đi chọn mua hết. Chúng tôi là không có đi chọn chiếc gì cả.
rồi. Đấy, trâu các ông làm giống là các ông tự đi rồi. Không chọn thì về con nó lại gầy hay là nó không phát triển được thì mình cũng... Đúng rồi, đấy, không đến lúc bảo ông Thắng với ông Nhu đi mua trâu về cho các ông. Đúng không? Trâu là các ông là do, trâu bò là do các ông tự chọn hết. Đấy. Thế bây giờ các hộ ký vào thôi. Đấy, bây giờ mà anh Lư ký đi. Lư ký đi. Đấy. Xong là trưởng thôn thôn giữ một bản nha anh Hồng nhá. Bên xã giữ một bản và ấy, và hộ hộ gia đình giữ bản. Anh em không giữ làm gì cả. Đây này, em giữ trong cái hình ảnh này. Đấy. Cái tờ này tờ nháp thôi. Hồng này, đây này, Hồng ký này. Vâng. Đấy, cái này của Lư ấy nhá đấy. Cái tên nhìn tên nhá. Tí nhầm luôn đấy. Ba tờ này của Lư. Đúng không? Đúng rồi. Đây của Thảo. Của Hồng là ba tờ cuối. Rồi. Đổi ra luôn. Tối rồi đấy. Đấy, bảo hôm nay vào sớm để đi đi được hôm về sớm nhưng mà là vẫn phải tối. Triển khai là khổ thật đấy. Anh em phải chú ý con vào khi Thắng vất vả quá. Anh thì ở đây thì 12 giờ đêm về cũng không ngại nhưng mà Thắng mưa gió đi đường xa. Vất vả. Anh em phải chú ý. May là chú kia có sóng tính để gọi được, không thì trả xuống. Xin ơi, tí nữa ký hộ cái này cho cái trường liên quan đến ngân hàng. Thảo đâu? Không, Thảo ký đi. Lừ. Lừ không biết chữ à? Lừ không biết chữ á? Không biết chữ mà. Hả? Không biết chữ. Khó khăn cho ban tổ chức nhỉ. Thấy chưa? Không biết chữ à? Bây giờ phải đầu tư cho con không, đi học thôi. Không biết chữ thấy chưa? Khổ chưa? Con đại diện cho con biết ký. Con làm sao ký được? Điểm chỉ thôi. Vợ đâu? Vợ ký được. Chả biết ký đâu. Tí ra đây, bảo tí ra đây cầm tay ông ấy xong ngoằn theo. Ừ. Cho ông ấy biết. Nỗi khổ của người không biết chữ. Ngày xưa không chịu đi học. Được rồi, gia đình giữ một bản. Cầm về. Tại sao những người đây người ta biết được ông là lười đi học? Không, ra đây, anh Lư ra đây, cầm tay viết. Ra đây. Hôm nay cho học chữ luôn. Hôm nay thầy lớp 1 đi. Nhận được châu rồi, thầy giáo. Đấy nhá, anh Hồng nhá, cầm nhá, ok nhá, theo sự hướng dẫn nhá. Như anh Nhu anh cũng nói rồi đấy. Châu này là theo như cam kết ở 3-40 năm nữa mà đán dầu mà không còn cái mô hình nuôi trâu nữa thì chuyển lại tiếp tục cái mô hình gì nó hợp lý cái theo cái thời điểm đúng đó. Giữ lại cho được, có làm cho nó mất đi đâu. 3 năm thì mình ra lại thì mình vẫn cứ ngày này 3 năm sau. Đấy, anh xì là cứ nhớ ghi rõ như vậy. Xì ghi về ghi vào cái sổ tay của thôn ấy. Ông Thắng còn làm cán bộ Hà Giang ngày đến 60 tuổi ông mới nghỉ hưu cơ mà. Sao các ông chạy đâu được? Năm 2023. Đâu, anh Lư vào đây. Ngồi đây. Không, con làm sao ký được? Ngồi đây. Lư đây. Ừ. Đây, khoanh cầm tay viết cho Thảo, cầm tay. Cho lần sau để con về con tập viết chữ của mình. Cầm tay viết á. Đó. Ngày ba tờ chứ sao? Đây. Không biết cầm. Cầm viết. Một tờ là thôn cầm, một tờ là xã cầm, một tờ là hộ gia đình cầm. Xấu cũng được, đẹp cũng được. Cầm tay chị. Đấy. Đấy. Ôi giời, học lớp 1 nhá. Chữ này là chữ lơ. Chị giỏi thế. Không được học không phải là không đi học. Ngày xưa là có đi học không? Nó không ạ. Có cái khó khăn của nó. Hả? Không ạ. Ở trên này thì ngày xưa là à lúc đấy đi học xa phải không? Ừ. Không trường không lớp. Khổ thế. Mà Lư là người ngày xưa gốc ở đây chứ nhỉ? Sao Lư vậy ạ? Nó gốc cái dây tàu cũng đi. Nghĩa Thuận. Tối về học luôn nhá. Tối về bảo con dạy luôn nhá. Nhá. Rồi. Rồi ký một tờ thế thôi. Ký ba tờ đấy. À từ đúng rồi.
ba tờ đây 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 đây, viết đi, đủ ba tờ đi, cứ cho chắc chắn. Cái này là không cầm tài quen, tạo điều kiện cho con đi học rồi cho nó hết 12 nhá. Chỗ này con mới nuôi được mình á. Đây là 50 triệu nhá. Trưởng thôn đến đủ 50 triệu đi, xong là chia cho con trâu của nhà anh Lừ này là 17 triệu. Bỏ cái nịt ra. Đấy. Đấy là con trâu của nhà anh Lư là 17 triệu, còn con bò của nhà anh Hồng là 16 triệu 500 và con trâu của nhà em Thảo là 16 triệu 500. Đó. Người ta bảo nhiều tiền không sợ bằng nhiều nịt. Nhiều nịt, nịt tôi còn buộc tiền. Một tháng vừa rồi vừa đếm tiền nhà văn hóa xong. Không, tuần sau lại đếm 30 triệu. Tuần sau là dựng khung nhà văn hóa này là lại tiếp tục. Đang mưa quá. Đây, rằng khung sắt đây hết rồi này. Mấy trăm. Sắt họ đang rằng khung đây này. Thợ đang buộc đây. Đó, khung sắt. Tới này khu này đẹp lắm. Xong chưa? Đủ 3 cái chưa? Đủ. Đấy. Cái này anh giữ một cái này, xong anh Nhu giữ một cái này, thôn giữ một cái này. Lừ cầm một cái đi. Về mai cho đồng chí Sơn nó giữ này. Chí Sơn thì cách Sơn. Sao? 29 à? Đủ chưa? Đủ 50 triệu chưa? 49 à? 50 triệu. Hả? Đang nhầm 1 triệu. Cái gì đấy? Để anh đếm nhá. Bây giờ anh Nhu đếm luôn một mô ra là 17 triệu của em, xong rồi hai mô sau là 16 triệu 500 là chia luôn. 1, 2, 3. Tiền rút ngân hàng về đấy. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 phải không? Vâng. Đấy, một mô đấy 17 triệu. 2, 3, 4, lượng, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 năm phải không? Vâng. Còn đấy là mô đấy anh đến 16 năm đấy là đủ 50 triệu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đủ chưa? Đủ 16 năm chưa? Đủ chưa? Đủ 16 năm chưa? Đúng rồi, ok, bây giờ đấy là giao tiền, xếp ba ông xếp vào một kia. Đứng kia anh Nhu anh ấy trao. Đấy, ba hồ. Đứng đây, đứng quay đây lấy con trâu hình ảnh con trâu con bò nữa cho nó lên tivi cho đẹp. quay vào đây. Đấy, 17 rồi, còn hai mô kia anh cứ tách ra. Vâng. Lừ. Đây Thảo ơi, đứng vào đây. Không cần phải dắt trâu lên nữa, trâu buộc đấy nó sợ nó chạy rồi đi dắt ra làm gì anh. Đây có hai con rồi. Đâu? Hướng bên này, hướng bên này. Tối quá rồi. Đây đứng vào đây. Đứng vào chỗ cầm cam kết chưa? Đây. Cam kết đấy phát luôn. Đứng vào kia phát. Đứng vào trong kia để phát luôn cam kết. Đó. Tối luôn rồi trời, nhanh thật đấy. Đó, thế là bây giờ là trao tiền và cam kết những thứ là xong rồi. Đó. Đây con của ấy đấy nhỉ. 16 năm đếm đủ nhá, không rơi tờ nào nhá. Đấy là mình gần như kiểu là may mắn được thôn lựa chọn trước ấy. Vâng. Quá là cảm ơn. May mắn là được thôn lựa chọn trước. Vâng. Sự ngẫu nhiên. Rồi, bây giờ lễ bàn giao trâu bò đã xong cho các hộ gia đình. Đấy, bây giờ thì họ sẽ tự dắt về để nuôi. Đấy, Thảo ơi, dắt con trâu của nhà em nhá. Đấy, nó vừa chạy dưới kia, đứt. Vừa ngay buộc ở đây nhưng mà do nó không quen nên là nó bị giật dây ra nó chạy mất. Bây giờ là các hộ phải tự dắt bò, dắt trâu về nhà. Tối rồi, Thắng cũng xin phép xuống là mù chê. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại.